Xin được mến chào tất cả quý vị khán giả và quý vị đang quay trở lại với chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Kính thưa tất cả quý vị, việc phẫu thuật tuyến giáp ở vùng cổ khiến cho nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ rất là ngần ngại vì sợ ảnh hưởng đến cái mặt mỹ quan, vì là khi mà phẫu thuật xong có một cú vết sẹo khá lớn ở cổ thì làm cho nhiều người ngần ngại cái vấn đề điều trị, và luôn luôn có một câu hỏi đặt ra đó là có cách nào vẫn điều trị tuyến giáp nhưng mà không có để lại sẹo bằng phương pháp phẫu thuật hay không. Chính vì câu hỏi của tất cả quý vị, chúng tôi đã thực hiện chủ đề với tên gọi là phẫu thuật tuyến giáp không sẹo cổ, và vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay. Thành ra xin trân trọng giới thiệu có thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Việt Thành, là phó trưởng khoa lồng ngực bướu cổ của Bệnh viện Bình dân, đồng thời là phó chủ nhiệm bộ môn ngoại khoa của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Dạ, xin được mến chào bác sĩ. Xin chào Thanh Trác, xin chào chương trình Alo Bác sĩ. Dạ, đầu tiên xin hỏi bác sĩ, đó là trường hợp nào thì cần phải phẫu thuật tuyến giáp? Đối với những bệnh lý u giáp, thì bệnh lý tuyến giáp là một bệnh lý là nội tiết, bao gồm hai phương pháp điều trị nội ngoại khoa kết hợp. Thì đối với bệnh lý tuyến giáp, chỉ định ngoại khoa chỉ đặt ra trong những trường hợp là có khối u. Mình hay nôm na mình hay là bệnh lý u giáp hay bệnh lý bướu giáp. Thì mỗi một loại nó có những cái tình huống bệnh, nó có những cái chỉ định phù hợp. Thì về phương diện chỉ định ngoại khoa, đối với bệnh lý u giáp thì nó chia làm hai nhóm: chỉ định tuyệt đối và chỉ định tương đối. Đối với chỉ định tuyệt đối thì khi người bệnh bị ung thư tuyến giáp, dù bất kể kích thước lớn nhỏ như thế nào, đều có chỉ định phẫu thuật. Và cái thứ hai là những trường hợp bị u giáp mà chúng ta có biến chứng. Biến chứng đa phần nằm trong nhóm là chèn ép các cơ quan lân cận, bao gồm thực quản, khí quản, v.v. làm bệnh nhân khó nuốt, bệnh nhân khó thở, v.v. nó nằm trong nhóm bắt buộc phải có chỉ định. Ngoài ra, còn có nhóm thứ hai là những cái trường hợp có u giáp, tuy nó chưa gây ra biến chứng, chưa hóa ác tính, nhưng nó có triệu chứng là gì? Là có những khối u ở vùng cổ. Thì về mặt y khoa, những khối u này nếu chúng ta không giải quyết thì về mặt tương lai nó sẽ dẫn đến hai hậu quả: một là hóa ác tính, là hóa ung thư; hai là lớn lên và chèn ép những cơ quan lân cận. Nên cái nhóm này gọi là nhóm có chỉ định nhưng không bắt buộc nhất thiết liền, nhưng khuyến khích nên nó nằm trong nhóm có chỉ định tương đối, thường tập trung ở cái những cái u có kích thước từ 1 cm trở lên. Vậy thì hiện nay có các cái kỹ thuật nào trong phẫu thuật điều trị bệnh lý tuyến giáp thưa bác sĩ? Về lĩnh vực ngoại khoa, có nghĩa là phẫu thuật, thì hiện tại tại Việt Nam cũng như trên thế giới thì đang áp dụng hai kỹ thuật chính. Một là kỹ thuật mổ mở gọi là kinh điển hay cổ điển, có nghĩa là kỹ thuật này là có từ rất lâu đời. Là người bệnh sẽ chịu một cái đường mổ ở vùng cổ, thông thường là đường mổ ngang trên cái hộp ức khoảng chừng 2 cm, chúng ta bóc tách vùng cân cơ cổ bộc lộ tuyến giáp để cắt bỏ cái thùy giáp hoặc là toàn bộ tuyến giáp chứa cái u đi. Rồi gần đây thì sự phát triển của trào lưu của phẫu thuật nội soi, thì nhắc đến gần đây nhưng mà ít nhất cũng khoảng từ khoảng 50 năm trở lại đây, khi phẫu thuật nội soi phát triển thì đầu tiên là phẫu thuật ổ bụng, sau đó những cơ quan khác trong đó có bướu cổ. Thì bướu giáp mình đã được phát triển có phẫu thuật nội soi, và chính thức ở Việt Nam chúng ta thì phẫu thuật nội soi tuyến giáp đã được triển khai từ năm 2004. Trong đó Bệnh viện Dân là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai trong cả nước. Tính đến thời điểm bây giờ chúng ta cũng có một cái bề dày lịch sử phẫu thuật nội soi và tuyến giáp rất tốt. Thưa bác sĩ, trong các trường hợp cần phẫu thuật tuyến giáp thì trường hợp nào có thể áp dụng phẫu thuật tuyến giáp mà không có đường mổ ở vùng cổ? Phẫu thuật tuyến giáp thì phẫu thuật tuyến giáp không có đường mổ ở vùng cổ, hay nói nôm na là mình thường hiểu là phẫu thuật nội soi. Nhưng về sau này nó còn có nhiều phương pháp nữa. Thì thường tất cả trong y khoa, mỗi phương pháp điều trị nó đều có một cái chỉ định nhất định, chứ không có một phương pháp nào có thể thay thế cho toàn bộ cho phương pháp nào. Chính vì vậy, chính vì đặc thù từng tình trạng bệnh, từng giai đoạn bệnh, mình sẽ có những lựa chọn điều trị khác nhau. Nên chúng ta cũng cần phải hiểu rất rõ như thế. Để cho đến thời điểm bây giờ, thậm chí trên cả thế giới, mổ mở, mổ nội soi, nó chỉ đúng và hiệu quả khi chúng ta làm đúng chỉ định.
thì thông thường đối với phẫu thuật nội soi tuyến giáp hoặc là phẫu thuật mổ tuyến giáp mà không có đường mổ ở vùng cổ thì thường được áp dụng cho những cái bướu giáp có kích thước từ 4cm trở lại, dao động từ 1 cho đến 4cm, thì khi đó chúng ta mổ nội soi là nó an toàn và nó hiệu quả và nó đạt được cái tiêu chí là về cái thẩm mỹ, có nghĩa là không được cái không người bệnh không bị cái sẹo mổ ở vùng cổ. Đối với người bệnh thông thường thì đôi lúc người ta chỉ nhìn ở một góc độ là không có sẹo ở vùng cổ. Tuy nhiên trong y khoa, cái phẫu thuật nội soi bên cạnh cái không để lại sẹo vùng cổ, nó còn có hai cái tiêu chí mà ưu việt. Có nghĩa là một, đây là một cái phẫu thuật gọi là ít xâm lấn. Bên cạnh không sẹo mổ nhưng người bệnh phải hồi phục nhanh hơn, nó phải tốt hơn mổ mở, thì cái tiêu chí đó nó gọi là ít xâm lấn, tức là bóc tách ít hơn. Và cái thứ hai, nó đảm bảo được trong y khoa là gì? Về mặt chuyên môn này, đây là ít xâm lấn không sẹo mổ nhưng mà một phẫu thuật có phẫu trường rộng. Phẫu trường rộng không đồng nghĩa với chuyện là cái khoang phẫu thuật rộng, có nghĩa là cái khoang bóc tách có thể không to nhưng với hệ thống camera chúng ta có thể quan sát đầy đủ mọi ngóc ngách, mọi cái khía cạnh của bướu. Thì cái đó nó gọi là phẫu trường rộng. Mà mục đích phẫu trường rộng thì nó dẫn đến cái chuyện an toàn cho người bệnh. Đó là một tiêu chí mà trong y khoa là bắt buộc. Dạ. Thưa bác sĩ, phẫu thuật tuyến giáp ngã nách quần cú bằng quần vú đúng không ạ? Dạ. Thưa bác sĩ, phẫu thuật tuyến giáp ngã nách quần vú bằng dao cắt siêu âm khác nhau như thế nào so với phẫu thuật nội soi tuyến giáp? Phẫu thuật nội soi tuyến giáp áp dụng cái ngã vào là nách và quần vú hai bên bằng dao cắt siêu âm. Thì nó thứ nhất là nó vẫn nằm trong nhóm phẫu thuật nội soi tuyến giáp. Tuy nhiên nó khác là khác cái ngã vào. Thường trong chuyên khoa ta nói khác về cái đường vào của các troca. Thì khi mà khởi đầu của phẫu thuật nội soi tuyến giáp thì ngay cả trên thế giới lẫn ở chúng ta ở Việt Nam đây, là các tác giả lựa chọn những cái đường vào thành những cách tiếp cận vào cái khoang cổ và cái bướu giáp làm sao cho nó tối ưu nhất. Thì cho đến thời điểm hiện tại có rất nhiều những cái tiếp cận, nhưng mà động lại cho đến thời điểm hiện tại thì bao gồm khoảng hai cái phương pháp chủ đạo chính. Một cái phương pháp là chúng ta áp dụng ba lỗ troca, gọi là ba lỗ ở một bên ngực, có nghĩa là ở một bên nách, một bên ngực và một bên quần vú một bên. Thì nó lệch hẳn vào một bên. Thì cái nhược điểm của kỹ thuật này là khi chúng ta muốn can thiệp bệnh lý u giáp nằm cả hai bên phải và trái, chúng ta lại phải đi lại bên kia giống y hệt như vậy. Nếu mà chúng ta cộng lại chúng ta phải tốn 6 lỗ, 6 vị trí vào troca, thì nó không đảm bảo được cái tiêu chí là ít xâm lấn. Là việc thứ nhất. Nếu chúng ta ở một bên mà chúng ta lại ráng làm bên đối bên thì lại không đảm bảo tiêu chí là phẫu trường rộng và an toàn. Nên chúng ta có những rất là nhược điểm của đi ba lỗ troca một bên. Khi chúng ta áp dụng một bên nách và hai quần vú, camera ở giữa là chúng ta quan sát được hai bên phải trái và chúng ta có thể can thiệp cái tổn thương ở ngay cả hai bên tuyến giáp mà chúng ta không cần đổi bên. Một cái mặt khác nữa của phẫu thuật chúng ta áp dụng là phẫu thuật nội soi tuyến giáp ngã nách và hai quần vú lại nằm ở một cái ưu điểm nữa, có nghĩa rằng khi chúng ta sử dụng cái đường vào là quần vú hai bên thì hầu như là chúng ta giấu được cái sẹo. Tuy rằng nó có 5mm chút xíu nhưng nó vẫn là một cái sẹo, theo thời gian thì nó sẽ mờ đi ha. Thì giấu được cái sẹo đó, người bệnh hoàn toàn tự tin cái vùng cổ trước và thậm chí thấp hơn vùng cổ trước, hoàn toàn tự tin. Còn nếu chúng ta đi cao hơn như một số những cái phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp đang áp dụng, một số tác giả đang triển khai, thì chúng ta khi bệnh nhân mà áo cổ hở một tí thì chúng ta lại lấy lộ rõ những cái sẹo. Tức chúng ta dời một cái sẹo ở vùng cổ xuống vùng ngực thì nó cũng không đảm bảo về tiêu chí thẩm mỹ. Và cái thứ hai nữa, một số những cơ địa sẹo lồi, nhất là những cái sẹo mà đặt trước xương ức hoặc là một số ấy, thì đôi lúc cái sẹo lồi đó nó cũng xấu. Nên khi chúng ta áp dụng kỹ thuật ở ngã nách và hai vùng, chúng ta hoàn toàn chúng ta
giấu được tất cả những cái sẹo. Và những cái sẹo này theo thời gian nó sẽ mờ đi, nhưng mà người bệnh hầu như là không thấy bất cứ một cái sẹo nào. Dạ vâng. À, và chị, để có thể thực hiện phẫu thuật tuyến giáp ngã nách hay là phần vú thì người bệnh cần phải chuẩn bị những gì và cần thực hiện các xét nghiệm nào trước khi phẫu thuật thưa bác sĩ? Người bệnh của chúng ta trước mắt vẫn phải được thăm khám. Dạ. Các bác sĩ chuyên gia thăm khám về mặt chuyên môn để đánh giá tình trạng bệnh lý u giáp và có chỉ định mổ nội soi hay không. Dạ. Bệnh nhân có chỉ định mổ, tức là có chỉ định ngoại khoa là bước 1. Và chúng ta sẽ xét đến bước 2 là có chỉ định mổ nội soi hay mổ mở. Khi người bệnh của chúng ta là có chỉ định mổ nội soi, cụ thể là gì? Cụ thể là những tổn thương u giáp dưới 4cm trở xuống thì chúng ta có thể an toàn và đảm bảo được cái khoang thao tác trong phẫu thuật nội soi. Thì người bệnh sẽ được chuẩn bị bằng các xét nghiệm tiền phẫu, bao gồm xét nghiệm chẩn đoán bệnh, xét nghiệm phục vụ cho công tác gây mê, tầm soát các bệnh lý khác kèm theo. Người bệnh sẽ được tư vấn về các hiệu quả phẫu thuật, các lợi điểm của phẫu thuật nội soi và các vị trí các đường mổ để người bệnh nắm được mình. Thế người bệnh nhiều khi mổ xong thấy trong cổ không có vết sẹo mà là vết sẹo chỗ khác, thì mình thắc mắc. Nên cái vấn đề đó là chúng ta phải giải thích cho người bệnh rất kỹ. Yeah. À, sau khi đã giải thích xong hết, chuẩn bị cho bệnh nhân mổ thì các bạn điều dưỡng sẽ hướng dẫn người bệnh nhịn ăn, nhịn uống, vệ sinh thân thể, vệ sinh cái vùng mổ để đảm bảo cho cuộc mổ an toàn. Dạ. Yeah. À, thưa bác sĩ, vậy thì khoảng bao nhiêu lâu sau phẫu thuật thì người bệnh có thể xuất viện và người bệnh cần chăm sóc vết mổ sau phẫu thuật như thế nào là đúng? À, sau phẫu thuật nội soi tuyến giáp ngã nách hai vùng vú thì người bệnh có thể trở lại cuộc sống bình thường. Dạ. Những sinh hoạt bình thường, ăn uống ngay ngày hôm sau, tức là ngày hôm sau sau khi phẫu thuật, bệnh có thể trở lại bình thường. Và việc chăm sóc các vết mổ nó cũng dễ hơn so với mổ mở, tại vì các vết mổ nó cũng rất nhỏ, mỗi vết mổ chỉ cần khoảng 0.5 đến 1 cm. Mình có hai vết mổ ở vùng vú khoảng 0.5 cm và một vết mổ ở nách là 1 cm để chúng ta lấy cái bướu ra, thì việc chăm sóc nó đơn giản hơn rất nhiều. Yeah. Thậm chí người bệnh có thể tự chăm sóc tại nhà, không cần đến các cơ sở y tế. Chỉ đến ngày cắt chỉ là chúng ta đến cơ sở y tế chúng ta cắt chỉ lại được. Dạ. Yeah. Vậy thì sau phẫu thuật thì người bệnh có cần theo dõi bệnh như thế nào và có còn dùng thêm thuốc gì để điều trị hay không thưa bác sĩ? Cũng như là một câu hỏi được đặt ra là sau bao nhiêu lâu khoảng phẫu thuật thì người bệnh có thể tập thể dục lại, và đặc biệt là những cái bài tập ở vùng cổ. Đối với lại cái phẫu thuật tuyến giáp nói chung và phẫu thuật nội soi tuyến giáp nói riêng, thì sau khi mổ thuật thì tuyến giáp người bệnh sẽ phải có hai cái vấn đề mà phải theo dõi và phải biết. Thứ nhất là đầu tiên là cái bướu giáp mình cắt ra là kết quả như thế nào. Yeah. Có nghĩa lành tính hay ác tính, ung thư hay không ung thư. Tuy mình có chẩn đoán ban đầu, có nghĩa là đối với một cái u giáp mình vẫn phải chẩn đoán trước mổ là lành tính hay ác tính, nhưng kết quả cắt toàn bộ cái bướu ra, kết quả giải phẫu bệnh của cái kết quả đấy là kết quả cuối cùng trong việc xác lập điều trị sau đó. Đó là vấn đề nhất là về mặt tế bào học. Vấn đề thứ hai là về mặt chức năng tuyến giáp. Vì tuyến giáp của chúng ta trong cơ thể là một cái tuyến mà có vai trò rất là lớn, tác động lên hầu hết tất cả các cơ quan trong cơ thể. Nên khi chúng ta phẫu thuật tuyến giáp thì cái phần tuyến giáp lành tính còn lại thì phải đảm bảo đủ chức năng hay không. Thì chúng ta phải theo dõi các xét nghiệm về chức năng tuyến giáp để người bệnh suy giáp hay là bình giáp. Nếu người bệnh là chức năng tuyến giáp vẫn ổn định thì coi chúng ta theo dõi định kỳ. Nếu người bệnh mà gọi là bị suy giáp, có nghĩa là phần tuyến giáp lành tính còn lại nó bị thiếu hụt, nó không đảm bảo được vai trò của tuyến giáp, thì chúng ta phải uống thuốc bổ sung thêm tùy mức độ để chờ tuyến giáp nó hồi phục lại. Hoặc là chúng ta phải dùng cái liệu pháp là hormone thay thế bệnh viện nếu không còn tuyến giáp nữa. Còn về cái vấn đề tập thể dục vận động, thông thường thì sau ngày đầu tiên phẫu thuật chúng ta có thể vận động nhẹ toàn bộ vùng cổ. Yeah. Tuy nhiên khoảng chừng trong 7 ngày thì chúng ta tránh cái va đập của vùng cổ, thì nó tránh nó có nguy cơ là chảy máu cái vùng cổ. Sau 7 ngày mọi chuyện ổn định, chúng ta có thể tập thể dục nhẹ nhàng. Yeah. Ở vùng cổ. Và sau khoảng 1 tháng chúng ta có thể tập thể dục mọi cái phương pháp như trước khi phẫu thuật. Dạ, vậy thì để phòng ngừa bệnh bướu giáp nói chung thì như thế nào? Bệnh này có di truyền hay không? Và mọi người cần làm gì để mà phát hiện sớm thưa bác sĩ? Đối với cái chuyện mà nguyên nhân, khi
trong trường hợp nào thì mình phải theo dõi, phải phòng ngừa. Thì đối với câu hỏi đầu tiên là có di truyền hay không? Dạ. Thì trong bệnh lý tuyến giáp thì mức gọi là yếu tố di truyền được đánh giá gọi là yếu tố nguy cơ. Dạ. Chứ không phải là tuyệt đối. Có nghĩa là trong gia đình có người bị u giáp. Dạ. Thì cái những người còn lại thì có rủi ro bị u giáp cao hơn những người còn lại. Dạ. Chứ không phải là cứ cha mẹ bị u giáp thì bắt buộc con cái phải bị u giáp. Đó là cái việc thứ nhất. Và nếu nói đến cái chuyện mà trong gia đình có người bệnh thì chúng ta cũng nên phân biệt rõ hai cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên là di truyền là liên quan đến bộ gen, thì như bác vừa nói rồi. Dạ. Cái vấn đề thứ hai nữa, thông thường những người theo truyền thống người Việt Nam Á Đông mình, những người sống cùng trong gia đình thì có cùng một chế độ sinh hoạt dinh dưỡng như nhau. Dạ. Mà nếu mà trong gia đình có người bị bệnh lý u giáp thì chúng ta phải kiểm tra lại chế độ sinh hoạt dinh dưỡng của những người còn lại có giống vậy không? Dạ vâng. Ví dụ cụ thể là những người đó là ít ăn muối iốt chẳng hạn, ít ăn những sản phẩm từ biển, cả gia đình đều như vậy luôn, thì khi chúng ta phát hiện một người thì những người khác có nguy cơ là bị giống vậy. Dạ vâng. Còn về chế độ dinh dưỡng thì vấn đề là bổ sung iốt là quan trọng nhất. Những sản phẩm từ biển, muối iốt là những cái thực phẩm mà khuyến khích là chúng ta nên sử dụng để chúng ta phòng ngừa bệnh lý vú cổ. Một số những cái sản phẩm khác, thực phẩm khác người ta khuyên là tránh, nhưng mà chúng ta phải hiểu đúng mực. Đó là những loại cây họ cải, đậu nành vân vân. Trừ khi chúng ta sử dụng liên tục ngày này tháng nọ thì chúng ta nên cân nhắc. Còn lâu lâu chúng ta sử dụng một lần thì chúng ta không có gì phải băn khoăn về chuyện đấy. Dạ vâng, cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Thành trong số phát sóng ngày hôm nay. Mình chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn Thành, cảm ơn chương trình Alo Bác Sĩ. Thưa tất cả quý vị, và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.